Hey, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ show cho các bạn một cái project được viết bằng PHP, hoàn toàn bằng PHP nhé, không sử dụng bất kỳ một framework nào. Đây là một project bán hàng của lớp PHP vừa kết thúc trong tháng 7 này. Thì các bạn có thể xem qua, đây là cái phần giao diện và đây data nó đang là data fetch nên là ảnh của nó đang chưa có. Ok chưa? Và dữ liệu ở trang này thì đã được lấy từ trong database ra đó, thì mình có thể demo cho bạn một vài cái chức năng đơn giản mà cái project này có. Đầu tiên là về quản lý danh mục, ví dụ mình sẽ đăng nhập vào đã. Khi đăng nhập vào nó sẽ vào trang dashboard, thì phần này đang chưa có gì đó. Đối với quản lý danh mục thì nó sẽ hiển thị như thế này, nó sẽ có sort, select các thứ như thế này đó. Chúng ta hoàn toàn có thể thêm một danh mục, và khi thêm một danh mục thì nó sẽ hiển thị ra, ví dụ như mình xóa danh mục này đi thì các bạn sẽ thấy là bên ngoài này cái áo công sở nó sẽ bị xóa đi đó. Sau đó chúng ta sẽ thêm vào áo công sở, thì đây mình sẽ để là áo công sở như thế này. Cái select này chúng ta sẽ sử dụng JS để chúng ta xử lý convert từ cái tên danh mục xuống đây đó, tổng hợp áo công sở. Mình sẽ chọn một cái ảnh đại diện cho nó kiểu như thế này đó. Lúc này mình chạy lại thì các bạn sẽ thấy là áo công sở nó lại được hiển thị ra đó. Ok chưa? Sau đó thì các bạn thấy cái phần danh mục trẻ em nam áo công sở ở đây, các bạn nhìn thấy ở đây thì sao, mấy cái này nó đang được chúng ta đang có hai danh mục áo công sở này đó, thì mình sẽ hiển thị danh mục áo công sở đây. Có nghĩa là cái việc hiển thị ở đây do chúng ta chọn ở đây này, có hiển thị ở trang chủ hay không, lưu lại này. Đó, áo công sở đây, và chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi cái ảnh đại diện cho thằng áo công sở này, ví dụ như là mình sẽ đổi thành cái này chẳng hạn, như vậy thì nó sẽ thay đổi theo đó, nhưng nó bị trùng, chúng ta hoàn toàn có thể đổi lại. Đó, thì đây là một vài cái tính năng đơn giản mà cái này có. Và phần sản phẩm đây thì chúng ta cũng đã có phần giỏ hàng các thứ rồi đây đó, thấy chưa? Và các bạn có thể xử lý check out, gửi đơn hàng các thứ ở đây là ok rồi đó. Thì về phần giao diện thì các bạn muốn đẹp hơn thì các bạn có thể CSS trau chuốt hơn thôi, còn mình sử dụng nó ở mức simple như thế này đó. Thì những chức năng này thì nó không có gì đáng nói cả. Đây chúng ta có thể quản lý ảnh các thứ và có thể chọn hiển thị ra trang chủ các thứ ở đây đó. Khi mà chúng ta cập nhật và không sửa gì thì chúng ta nó sẽ giữ nguyên, còn khi mà chúng ta cập nhật và sửa thì nó sẽ thực hiện sửa cho chúng ta. Về mặt giao diện cũng như là chức năng thì nó cũng không có quá nhiều cái đặc biệt. Cái mà mình muốn show cho các bạn ở đây đó chính là về code. Thì project này đang sử dụng 100% là PHP thuần, được viết theo mô hình MVC và sử dụng kiến thức về hướng đối tượng. Đó, mình ví dụ mình giới thiệu qua một chút về cái controller thì nó đang kế thừa từ thằng Bay. Đó, và khi chúng ta muốn sử dụng bất kỳ một cái mô đồ nào, chúng ta sẽ cần phải load mô đồ và khởi tạo cái đối tượng từ mô đồ đó. Nó gần giống như trong CodeIgniter. Được chưa? Và ở đây mình có sử dụng một vài cái active records để mình lấy dữ liệu làm việc với database, như là getOwn này chẳng hạn, để mình lấy dữ liệu ra đó, và mình sử dụng một cái upload core để mà mình sử dụng chung cho tất cả các phần quản lý để chúng ta upload file đó. Đây ví dụ khi save chúng ta phần create này, update này, các bạn thấy là chúng ta dùng nó gần giống như ở trong Laravel hay là trong CodeIgniter đó, viết rất là ngắn gọn đó. Và phần load view các bạn có thể nhìn qua phần load view và truyền dữ liệu, nó gần giống như trong Laravel đó, khá là giống, và những cái phương thức ở đây viết nó cũng khá là dễ hiểu nữa đó. Thì đây là thành quả của lớp PHP vừa kết thúc ở trong tháng 7 này đó. Cuối tháng 7 này thì bên Suntech có một lớp mới, một lớp PHP mới chuẩn bị khai giảng vào 20 tháng 7 này. Thì các bạn muốn đăng ký hay là muốn
tìm hiểu thông tin về khóa học này, các bạn có thể comment hoặc là inbox trực tiếp đến fanpage của Suntech Việt Nam để có thể nhận thông tin chi tiết về khóa học này. Thì khóa học này vẫn đang có chương trình hậu Covid nên là các bạn đăng ký sớm sẽ được hỗ trợ và giảm giá rất là sâu. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và xem video này. Xin chào và hẹn gặp lại.